Lụm luôn rồi các bạn. Ôi, cá rô. Ui 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 ui. Ui. Chụp vô, chụp vô, chụp dây vô. Wow. Chưa chưa. Đây này quay phim trước. Trời ơi. Mọi người ơi, nó mập mọi người ơi. Đó. Trời ơi có nè. Bốn ngón luôn. Bốn ngón luôn á. Vỡ luôn, còn nó mập, cái đầu nó nhỏ nè mọi người. Sướng thiệt chứ. Thì là nó sướng hơn. Cá chơi lên nó sướng hơn còi vô nữa chứ mày đi vô hết để ngoài mày khỏi sảy nữa cưng chứ mày đi vô trong phe mọi người không dám để ngoài phe nữa đó đen thù lùi à đen kịnh à đen như là châu Phi vậy đó như là cá rô châu Phi vậy đó. Trời ơi. Rô thứ già. Rô bự nè mọi người, quá mập quá ngon luôn anh em. Cá này đúng dữ luôn á. Wow, ôi lâu quá. Rồi được chào anh em các bạn nha. Hôm nay được lỡ con đặt hôm bữa nè mọi người. Phục thù bạn ơi. Nhưng mà hôm nay nước lại gồng nữa. Chứ này không biết tình hình sao, hôm nay chỗ thông ra thông vô nè anh em. Mình nghĩ trên kia nước sẽ sâu hơn như này á. Hồi lần ở đây có đầy đủ thắt lát, cá rô, cá chơi. Nhưng mà hôm nay coi sao màu mình coi là màu dế vậy bạn. Màu nhữ là cám của xóm Bịch Sơn của Lê Khuyến nha. Đó, một bọc dế nè. Rồi giờ mình sẽ xuống câu thử trước rồi không dính mình thả nhữ anh em. Đó. Xuống ngoài anh em ơi. Nãy thầy xuống gì nó quất luôn trời. Đó 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 đó. Lúc vào mày rồi trời. Coi em nào lắm không nghe đang cái phao nè, hàng dế này không ăn. Rồi bùm. Bùm. Bùm hả mày? Bùm, ôi còn cá rô. Ủa? Mà thấy cá chơi có gạn mà ta. Quơ gâu lên nút có gạn mà khi thòng xuống mình tán cá rô mà nó biết biến hình ta. Biết biến hình hay gì không anh? Đó, cá rô mời anh em. Tán con này sướng. Ê, gọi. Xong luôn rồi. Rồi nó gớt con nãy lại rồi mọi người, ổn quá. Thoát cái rô bự mà đi tuốt rồi. Thôi bộ ổn không bạn. Giật cái rô nó nhát. Nó lụm tiếp con gì đây. Chơi lên nó sướng hơn. Cá chơi lên nó sướng hơn còi vô nữa chứ mày đi vô hết để ngoài mày khỏi sảy nó cưng chứ mày đi vô trong phe mọi người không dám để ngoài phe nữa đó đen thù lùi à đen kịnh à đen như là châu Phi vậy đó như là cá rô châu Phi vậy đó anh em. Trời ơi nó mập trứng chắc trứng không quá đúng rồi lưng thịt không luôn á. Nãy giờ được ba con bự rồi đó anh em. Đó. Đã hay chưa? Quay khó quá coi của mọi người. Và anh em thông cảm cho mình đi. Khó năng đó các bạn. Khó à. Chơi giờ mất bụng cái gì trời. Móc cái bụng luôn mới ghê chứ. Hay là giật dính con khác nè anh em. Tiếu thiệt, dính cái bụng luôn là anh em rõ ràng nghe. Bụng hết sảy rồi. Tiếu thiệt.
Cá ăn nghe các bạn, cá ăn nghe anh em, cá ăn nghe anh em, cá rô rô nữa nghe anh em. Đi thôi lùi đó, con chập bá thì đã sướng mẹ đua đực. Bây giờ đầu nhỏ mà cái mình cũng nhỏ luôn. Lụm nó trời ơi. Qua lỗ bên đây có bộ dễ dễ xem hơn qua. Nãy mình thấy có nhử mồi ở đây nè anh em. Nó nhấp nhấp rồi rung 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 rồi. Đó. Thấy lắc lắc rồi đó. Quá trời nó lại rồi. Con cá chê nó ăn ở trong rồi, thấy không bà lùng? Trời ơi nó ăn nè. Chưa. Quá hay. Quá im mọi người ơi. Để chơi đây các bạn. Cước ra anh em lùng nè, không ra lâu quá bạn, nãy đi học về gặp mình. Rồi chạy theo nè, cái đồ bự nghe anh em. Ngon quá lùng ơi. Rồi được chào anh em nghe, giờ đang đi móc lỗ thêm nè mọi người. Hai lỗ nữa. Hết xài rồi hả? Ở đây lỗ nữa. Chỗ này thì được câu mao không bạn ơi? Sướng. Đó, nó lỗ nữa. Đợi chút xíu mà, có 5-10 phút thì cá mới lợi. Nó. Em đợi chút xíu. Chỗ này ngon quá ta, mà chậm cá hơn trống á. Hay cái chơi rồi. Trời ơi, cá rô rồi. Ôi, cá rô nó thứ già luôn trời. Quá lử luôn. Hết sức ổn mọi người ơi. Con bá lại. Rồi. Lên hàng mọi người. Rồi nó bá lại chụp chặt vô nghe cưng. Ok. Con này nó ngon các bạn. Đã thiệt chứ. Vô thùng luôn. Chưa nắng các bạn. Thì quay video nó hay bị khó chịu. Rồi lụm luôn rồi. Lụm luôn rồi các bạn. Ôi, cá rô. Ui 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 ui. Ui. Chụp vô, chụp vô, chụp vô. Wow. Chưa chưa. Đây này quay phim trước. Trời ơi. Mọi người ơi, nó mập mọi người ơi. Đó. Trời ơi con nè. Bốn ngón. Đó. Bốn ngón luôn á. Vỡ đồ con nó mập, cái đầu nó nhỏ nè mọi người. Sướng thiệt chứ. Sướng thứ nào chịu nổi. Nghe được không? Đó. Rồi cầm chặt vô nghe, đầu nhím có xíu nghe các bạn. Đã thiệt chứ. Con này mới thả, cầm chặt con cá vô á, cầm chặt cái bớt chặt, để không có được, để được gỡ ra để đi rồi ổn lắm nha. Wow. Rồi mới sướng rồi anh em. Trời ơi nó đã. Con dế khác. Đang nhìn đội đội phao đã ha mà lùng. Yeah.
này nó hơi cạn rồi. Nó sảy hết con bự các bạn ơi, không thâu được hai con câu bự với con cá chê ở lỗ này à. Im quá im, cá chê có đồ nè mọi người thấy không? Chê đồ ngon, ngon lành quá. Sướng à. Cái hồng thông nó ghĩa tờ tác con dế chưa được quay luôn anh em, xích vô đây rồi, xích vô đây rồi. Chỗ này được câu nãy là bây giờ được đảo lại nè, trời ơi không kịp quay luôn á. Ôi nè ơi, từ từ nhảy hoài để cho ta xem đi. Đó gồ đúng bự luôn á, gồ gì thôi chứ nhảy đồng luôn mọi người. Trời ơi, nãy giờ bự bự gì không các bạn, chung là bị sảy hai con bự gì hả, chắc ổn lắm. Đó, rồi gỡ đi vô hùng luôn. Trời ơi, chừng đạp cây câu anh em, chùi vô quần luôn, quá ngon. Sao bây con này có cô bự không anh em? Nhớp nhóc gõ gõ rồi đó. Trời ơi con gì đây, con gì đây, tránh ra mấy đứa ơi. Cá chê vô mọi người, gỡ đi xích bảnh á, xích bảnh luôn. Cá chê bự, cá chê bự, cá chê bự vô bắt hết về thả hầm nuôi luôn. Gỡ luôn, gỡ bắt đi về cho ông Dượng anh thả hầm, bắt lượn về thả hầm nuôi các bạn. Chứ này ba con chư phi này nó mau lớn lắm nè, gì chưa bắt luôn, bắt về thả hầu nuôi luôn mà. Ôi trời rồi cho đồ luôn nha anh em. Đây. Xuống mọi bạn ơi, giờ là không kịp. Nó vẫn còn mà vẫn kìa. Đánh ra. Bộ máy con mẹ. Đâu? Đâu rồi? Tôi có tiền còn nữa chứ. Làm đi tụi nó. Ôi, bây đây mấy xe tao về kìa cho. Chơi nó nghe mọi người.
nhiều. Đó. Sướng tay. Sướng tay. Chơi go go chơi. Hôm nay về thả ao. Xuống mồi tiếp ra xem con gì nha anh em. Trời ơi. Đi chơi mọi ơi. Nó làm chủng chủng ở trong á. Rồi lên cá này các bạn, này câu về thả hầm. Để chơi tiếp nghe anh em. Bự núp tút tút ngoài xa quá mọi người. Nước lớn đi mới thấy cảnh, nước lớn đi rồi thấy cảnh chục chục các bạn. Cá tiếng anh em. Lụm luôn các bạn. Đó. Thả xuống làng. Có lý vậy ta. Lụm 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 không mày, lụm không mày. Khoái lắm, dựng xuống vậy là giật được không, để cho chắc cú thôi giật. Hơi sảy tút rồi. Sư phụ con cá. Cá ghê bằng như cá nùi đó. Đó. Dạ, cậu đâu có thấy câu đường này quá à. Ngày đi xong mà chú. Không, ngày có cá bự rồi. Dạ cũng có lý, cũng là gai. Hôm nay về thả ao.
Nó đang đó. Rồi cái cục chặn nó tí xíu các bạn dễ ăn hơn, rồi dưới nước bả chứ không á. Rồi lẩu xuống luôn. Mấy luôn còn được rồi. Rồi. Giờ khui thành quả nãy về nè các bạn. Rồi. Đây là cho cháu tinh đi câu bè. Nó thấy gì chưa? Con mời. Đi hai con mời tức còn hơn gì nữa các bạn. Hai con luôn này đúng đã luôn, không còn được. Mấy con rô bự ta, như 5 con rô bự à, như cái chơi lứa lứa hồng ghé hồng vườn cho ổng bạn, từ 5 con rô mời, ôi 6 con, được 6 con rô mời, nhiều nó về đủ kho cho vợ ăn nữa bạn, còn cái chơi thì cũng mười mấy 20 con nữa, câu nãy giờ chừng tiếng đồng hồ à, nói chung là cũng mau lắm, cảm giác tuyệt vời. Rồi được chào anh em và các bạn nha, rồi hẹn anh em ở một video đợt sau nha. À, chào mọi người.